Hôm nay em làm clip giới thiệu với anh em về một cái loại mà từ mình chuyển từ cắm dừa mình chuyển sang trồng đất đó. Của em là trên đất em lắp bằng đất cứng với cục bự, lắp vô rễ mà không có lắp cắm dừa, nó gây ra nhiều tình trạng. Mấy nay qua em sửa được mấy cây rồi, tình trạng là thúi rễ nè, không có cắm dừa với tưới nước nó không có thấm được. Mấy nay mưa dầm nhiều lắm, dầm nữa thấm nổi nữa, nó thúi rễ, nó thúi quá nhiều, nó đâm cái mạng đâm không nổi, nó chết một số rễ. Cái cây mình sửa như này mà chết một số rễ rồi, cái cây hết, nó hết đẹp luôn rồi. Như nó thúi rễ này lớn không bằng ta nữa, nó không được, nó không lớn được nữa. Bây giờ cố gắng sửa lại, mình kích rễ này nào hoa lại với nó, với đưa một mớ giá thể ở trên sao cho nó tươi xốp, dễ hấp thụ, cho cái cây nó hấp thụ nước với chất dinh dưỡng lại. Như thế này nếu để lâu quá thì cái cây này thúi luôn, nó thúi rễ thúi hết luôn, chứ còn sống vài rễ là cây này nó hết thành cây xưa rễ rồi, thành mai gì luôn á, thành mai trồng đại cây. Nó bị thúi rễ, nó hấp thụ không tốt dẫn đến lá bị vàng, nó bị cây hấp thụ không tốt lá nó không có, cây nó dễ bị nấm hồng nữa nè. Cái cây này trước đây nó tốt lắm, tốt xanh mượt lắm, mà từ khi sửa đợt rễ này cái như bẻ uống uống đại chơi đó, nó bị gãy gãy cây, làm cây si luôn tới giờ. Cái này cũng trồng lượt mấy cây xung quanh mà cái cây này mà tại nó bị thúi rễ, nó thúi mấy cọng rễ này chứ nó phát triển không được, bây giờ nó nhỏ hơn mấy cây xung quanh quá nhiều. Hiện tại mấy cây xung quanh to hơn chân trái, hiện tại nó chưa được bằng ngón tay cái nữa, thúi như mấy đầu rễ như này nè. Bây anh em mới vừa chơi có cái lưu ý này, bây hạn chế đất ở trên mặt nó dày quá, nó dày quá là dễ gây thúi lắm. Như này còn sống mà thúi hết đầu dưới đây, đâu phát triển được dưới đây đâu. Mình ngắt nó, bỏ mấy cái đầu thúi đó ra, em lắp giá thể lên, tưới kích ra là nó sẽ đẹp, nó sẽ ra gà lại giấy mới và tiếp tục sửa thêm một hai đợt nữa. Cây này nó cũng sẽ được như mấy cây kia thôi. Nếu mình không bị thúi này, cây này giờ nó cũng như mấy cây kia, nó cũng đều, nó kích rễ luôn rồi, tại cọng rễ này còn quá nhỏ. Nếu mà cọng rễ nó bằng tay cái của em thôi nè, sau này là xung quanh nó kích hết đều hết, tại mấy cọng rễ bên đây nó dài, nó lực quá nè, giờ nó kích trước. Bây sửa nguyên vàng này mà nó hư con cây rễ không cũng mệt mỏi với nó nè. Cái rễ này hồi nãy mình lắp qua kế bên đó, cây cắm qua cái này về cơ bản nó cũng được à. Kích rễ là nó không chết được, cái này sẽ cái này nó cũng không xấu gì như mấy cây lớn nữa, về cơ bản này cũng được à, nó cũng đẹp nữa, cái này còn sửa nhiều lần nữa nó mới đẹp được như mấy cây kia. Tại mấy em làm sử dụng cái sản phẩm làm cá hồi với thằng Fulimix đó, em cũng tin tưởng về hai cái sản phẩm đó, xài rễ nó ra cũng im quá im, nó cũng áp dụng trên cái vườn của em cũng nhiều. Mấy cây mà CC này em tưới nó tốt, còn cây mà nó tốt về tưới thì nó tốt hơn.
Nhưng bữa nay tưới nó tốt, gà đá non quá tại gà đá non mà. Em không có xịt sâu này nọ, sâu năng xung quanh hết luôn rồi. Cây em ở vườn em ít bị bọ chỉ, hầu như là nó không có bọ chỉ luôn. Thì có xài sẵn một sản phẩm mới nữa nên nó cũng có lưu giãn cao, nó có lưu giãn lâu chứ, nên cây nó hạn chế được vấn đề bọ chỉ. Còn em ít xịt sâu nên cây nó bị sâu nhiều, manh sâu nè, cắn nát chân. Chiều nay chắc em xịt cái con sâu này mới được. Sẵn em giới thiệu với mấy anh em cái sản phẩm đó luôn, tại vấn đề bào chỉ là vấn đề thấy anh em xịt nghe nói là phản ánh của anh em là nó khó hết lắm. Giờ em thấy vấn đề bào chỉ thì nó ít lắm, chỉ bị cái vấn đề mà em sửa rễ nó hư nó thúi rễ này nọ thôi, và sâu ăn lá tại mít sâu đó, để sâu cài để sâu ăn lá bớt đi, mình sửa rễ xong cái mình tạo ra cho ra cho nó ra cái một đợt rễ mới nữa, một đợt lá mới mình nuôi luôn cho nó đẹp luôn. Chứ bây giờ là một lá nó bị sâu nó ăn một miếng 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 nhìn cây xấu đó. Đấy, sẵn đẹp cho nó đẹp luôn một lượt. Ừ, như trước đây mình ít xịt sâu nào bị sâu, bị nguy sâu đục thân nọ tùm lum, nhưng mà giờ cái cây trọng lượt mà nó có bị lớn rồi. Nhưng mai mà nó được được cái bộ đế cũng đẹp đẹp cũng không sao, nó bù lại được cái khác, mắt này nó bù được cái kia. Thôi rồi rồi, lấy nó để không hết luôn rồi. Cái này hồi như thế này thì nó ổn lắm, đắp cam dừa lên cho rễ nó lớn lên nó khích được. Thôi cái rễ này nó mới vừa nuôi như vậy, cái chỗ này nó mắc cây rễ nè, lắp cam dừa lại tứ kích rễ như vậy, nó có rễ mới nhỏ nè ở dưới đây nè. Nữa nè, trước đây nó không có, mình lắp cắm dừa với tứ kích rễ nhẹ gan cái như này nó có lại, như tứ mùa tưa đó mà cái mô thì nó cao quá nó dễ bị trôi mấy cái giá thể là sơ dừa đi, nên nó táp vô da nó dễ hư, rồi giờ ủ cỏ thì nó bị nấm. Bây trồng mai thì cũng khó thiệt, nên cũng tại mới chơi cũng một thời gian à nên chưa biết. Anh em công nhân nào mà có xem qua video á, có mà có chỉ hướng dẫn kinh nghiệm thì để lại bình luận giúp em, có gì em nhắn tin hỏi ý kiến của anh ấy. Ngày cũng trước là và cũng cảm ơn anh ấy trước luôn, thì kinh nghiệm em còn non lắm tại em mới chơi, tại công nhân xung quanh của em nhóc vậy á. Đây thêm cái rễ ở đây nữa, cái này chắc nó ra thú luôn quá, xung quanh nó bự hết là chỗ này nhỏ xíu à. Để đây đi xíu nữa rễ đạm cá với thằng Fulimit vô anh lắp lại luôn. Đi sâu đục thân, bây giờ của em ít xịt sâu đục thân nên sâu thân quá nhiều. Còn số mai hương mà chưa trồng nữa nè, cái mai dảo này mua của bà chị trên nhóm, chị này bán dảo ok quá, hoa nở thì phải ra dảo cũng cao lắm. Giới thiệu xung quanh mấy vườn đây thấy mấy người ta xài cũng im lắm, em ta trồng vài tháng là nó có bông,
Mình ta đánh giá chất lượng vườn của chị cũng tốt lắm, cũng đẹp lắm. Sâu nè, phân của sâu nè, con sâu trốn đâu không thấy, quá là sâu luôn. Mấy này là sự gãy xử lý mấy gãy thúi quá tài, quên tới vụ sâu nè. Cắn mặt tay tua chứ, mấy cây mình sửa rồi thì gãy có tứ mấy thằng polymét vô cái khó tại đâm đòn mắng đòn non thấy gì ghiền nữa. Nhưng mà anh sau anh đoạn đầu trước nè, nó mang thịt trơn luôn, để cho nó ăn thêm, để tới chiều đi, tới chiều mình xịt cái là mảnh đầu thai thành con khác nè, chứ cho anh tận hưởng thêm cuộc sống từ sáng tới chiều làm sâu nữa đi. Vấn đề về cỏ thì tay em ít đi làm á, nên cỏ em để gì cho giữ độ ẩm, đắt như cái clip của ông anh nhưng ông nói giữ độ ẩm cho đắt, chứ mà như mình nhổ mình quá thì ít đi làm, cách có khi cách từng lấy nửa tháng mới tới một lần. Mình gây nó hấp thụ quá kém, kém hơn thường là trồng 2 năm mà cây nửa cầm tay đấy, bằng cầm tay hết này, hoành mười mấy 20 hết này, còn em trồng gần 3 năm mà hoành có cây bằng tay à. Tại xưa rễ ưa nó bị sút thuốc, nó dễ bị thối rễ, lâu lâu viên cây mà cái đó nó phát triển chậm à. Cái này hồi xưa nó bị cái con gì nó ăn độc vô trong này. Mình tha cái mình tha thuốc lên, cái bây giờ nó bị nó lại lành lại thành cái sẹo quá bự mà vẫn đẹp, tại mấy cây con này nó bị đục nửa thân cũng không sao nữa anh em, giờ liền lại sẹo nhìn cũng cái cũng như sù mà nó không phải là cái sẹo mà nhìn cũng đẹp quá đẹp. Thôi chờ anh em, hẹn anh em có clip sau này.